con cá nha các bạn. Cá hay gì? Hay gì à? Hay cái gì trời? Cá bự rồi. Đứng nó đắng chính xác. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Rồi, chào anh em nha các bạn nha. Mớ đá cái thằng này nó không đá cái nữa cho cái nhỏ gì nó không rút hay là mọi mình còn cứng các bạn, không có sốc. Rồi gọi tim lên trời sáng ghê không bị đó, có tương lai nha, có tương lai ăn hùng ít nha. Là đang ngồi đi nó phơi cần nó lên ngoài kìa, làm gì hoài hả? Rồi chào anh em nha. Giờ tình hình giờ là trên bè nhiều con thú quá cho nên là mình đi ra ngoài đậu mình câu. Đó. Có tim lên mà không biết tim cây hay tim cá tim gì đây. Nước kìa chuẩn bị lớn rồi bạn ơi. Rồi đang ngồi một cành cá nha. Cá ăn hay gì vậy? Xiết con máy lại xíu đi. Ừ. Ăn dây bè luôn rồi. Ở đây canh cá nha các bạn. Nghe đây kiếm cá to, không biết có cá to không? Hay là có nguyên một đùm dây không biết. Rồi, chào anh em nha. Cá gì? Hay gì à? Hay cái gì trời? Cá bự rồi. Đứng nó đặng, chính xác đặng đi. Chính xác đặng đi cho được. Rồi. Trời ơi. Đừng nó ăn nữa. Đứt lưỡi luôn. Trời ơi, đứt lưỡi luôn. Nó gục cái cặn chìm ngấm xuống luôn mà. Thấy rồi. Còn một cái mấy cái nữa. Đem lên nè. Trời ơi, bạn thấy không? Lên gật tật xuống kéo lên. Lên gạch tới này nó gà đứt. Chay lử luôn anh. Đứt lử luôn à. Lên gần tới chỗ này rồi nó dướng cho cái con dây bè nó chịu luôn cái nữa. Trời kéo lên không nổi luôn á. Trời đau thiệt chứ. Tìm tắt máy lên chú Nam ơi. Có một giấy kìa. Lữ và bá đó con cá sát. Giấy con thùng nào. Giấy câu con ngắt gì không? Khỏi. Giấy. Khỏi. Móc nguyên con à. Ừ. Trời ơi, nó để sông nước mênh mông. Nãy giờ chạy dưới liềm rồi, nước chưa rồng, chưa lớn nữa. Nãy giờ xuống tới dưới cấm cằn luôn mà. Mà cỡ này lục bình sao đổ mé bên đó không ạ? À? Mé bên bè bển rồi.
hiểu nó không đổ bên này nữa, tại gió là sao. Nói chung là xong rồi bạn ơi, nãy giờ cũng 20 phút nữa, nó nhịp cái nữa mình cần ngoài đó, nhưng mà nước vô lớn uổng nó bị đau rồi chứ. Ở đây là mình hôm nay mình mới bán con cá lớn ở đây bạn ơi, tức thiệt quý vị ơi. Cần mình cắm ở ngoài xe khơi ngoài xa nè cho quý vị xem nè, nó chơi ở ngoài luôn, nó phía đó là phía trong bờ rồi, đóng còn cái thốn thì bạn. Nói chung là cũng tại được dây thẻo lử đó là được câu mấy bữa nay, được bỏ với khoan, được làm biến tóm lại cho nên nó móc vô câu lại, chứ không thôi được tóm dây mới vô là nó tới số rồi. Chờ cho thì nó hưởng thôi, tại cá lớn chờ cho nó hưởng bạn ơi. Đây cắp được ngồi ở đây ăn miếng bánh là nó gật bật bật xuống 4 cái. Xong được kêu thằng em nó mở camera lên, thằng nhỏ này nè. Camera lên quay, nó đứng đây nó quay lại là lúc đó là nó nằm cái đọt xuống gần nước luôn. Và con cá lúc đó là nuốt lử nó dính luôn các bạn. Nằm cái đọt nằm chì xuống luôn, chì xuống gần mặt nước luôn thì cái cần nó cong vòng xuống luôn. Rồi được bờ lên một cái thì thôi luôn á. Trời ơi. Kéo nó lên như con 11 kg ở bên mương điều đánh bển vậy đó. Nó vậy đó. Nó cạch nó nặng, nó nằm im gu lên gần tới lên mặt nước 3-4 mét rồi các bạn. Nó đẩy mấy cái, nó gặt mấy cái kịch xuống. Thằng em nhỏ này chưa thấy mình dính con cá lớn nào. Nó phải cá không hay cá không, nó gặt mấy cái nó quýu anh. Kêu nó giờ xích ra. Trời ơi. Thủ theo cái vợt nè các bạn ơi. Mất công dụng rồi. Không thấy được cái đầu cần. Hả? Không thấy được đầu cần. Mới một cái mạnh đó. Một cái đó mạnh đó. Đỡ ba máy không hay. Chừng nào bá ăn cái đi ha, quay ha được. Rồi chào bạn nha, giờ nước lớn rồi bạn ơi. Nói chung là đánh con đó xảy xong rồi mà được hết tinh thần luôn bạn. Trời ơi, kéo lên mặt nước mà kéo nó không lên luôn bạn. Trời ơi, nó cong vòng cần của được luôn. Giờ lên tới gần tới mặt nước rồi nó gặt nó dãy, cá nó nuốt lử rồi. Nuốt lử chắc luôn rồi. Tại vì các bạn xem là bạn đấy cái cần của mình là nó dính nó nằm chìm ngẫm cái đọt xuống luôn á, là nó nuốt nó gặt nằm đó. Rồi kêu em đặt camera lên bật lên là nằm luôn. Rồi kéo lên trời ơi chu mỏ chổng lít giống cá bên mương điều ảnh. Em nói cứ la trời ơi con gì dính cái gì rồi. Ôi lên gần tới đây nè, nó búng đọt bạc nó khứa dây. Đau thì các bạn. Cũng tạm hình thôi, chờ không cho mình ăn thôi, biết nói sao vậy. Trời ơi, nó sướng quá vị ơi. Đau lòng thì nhá. Rồi có mấy cần thủ cũng quen mình sớm mấy bạn cũng lợi câu á. Câu cá trên bè mình thì câu ở ngoài bạn. Nó tính lên nó cắm à. Thấy đây ngon quá, địa hình đây ngon quá. Đây được cắm cái bè đi ngang đây nè, nó cắm cây à. Nó cắm lên. Cắm lên thì quay xuống vậy cho mọi người xem. Nó xuống cái dòng xuôi dòng và nước lớn đứng sừng, không dây gì đứng băng, nãy dây xéo, chỉ xéo chứ. Lỡ tim mò qua gọc cấp mới xuống là thấy tim lên rồi nó nghi trong bụng. Nghi bá cần bìa đó. Trời ơi năng đâu gần giữa xong mà các bạn. Đào quá đào. Giờ hết tinh thần luôn bạn ơi. Nói chung là mình định câu cá này xong. Rồi nước lớn vậy nào bạn, rồi đi câu cá ổ các bạn xem, giờ chắc hồi chắc về luôn bạn. Chắc không còn tinh thần để đi câu cá ổ nữa quá. Chứ đau lòng quá, chuẩn bị thùng mà dế đồ chổng một đống nhỏ. Giờ đau lòng quá.
Rồi các bạn ơi, giờ mình đi xem ông lão, ông kéo lưới túi các bạn. Nhân lưới anh xong tiền, không có bữa nãy giờ phản tiếng hồ à. Cái gì cái bọc. Giờ ông cuốn à. Mới dính cá chép hay giờ bác. Chào 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 chào. Xin chút ngay đầu tao luôn rồi ông nội. Hai người luôn, bên đó cũng một sùng lưới nữa. Dạ. Hồi nãy dính con cá gì? Con cá chép hả? Cá chép hả? À. Chơi lên cá cóc rồi. Ông vừa đi là con bá, con nó sảy, con nó kéo không nổi đó, con vừa đếm á. Dạ, cũng bự lắm luôn á. Thôi chừng nãy... Nếu ông dính con cá mà nó có cái lưỡi vô miệng là ăn cá của con nha. Cá lớn mà. Gì vậy bè ha. Sau này bổ cuốn mau với bác. Dạ. Chừng nữa. Bổ nửa tiếng đồng hồ à. Cậu bệnh như tét lưới trơn rồi. Chạy máy không công. Chạy máy. Kéo lên mặt bạc. Trừng vào đếm con nãy đứt lưỡi chạy vô lưới ông đó. Rồi cũng mới lấy cái bánh tay ra ăn à. Thằng em là cá ăn gần giờ mà nó nhịp ba cái xong cái đọt nằm nước luôn. Nuốt lử á. Rồi kéo lên nó cần kéo cung vòng luôn kìa. Ôi nó chép. Nhỏ hơn chép nãy. Con tắp trong rốc ghê luôn. Trình của hai bà già. chưa biết đi cho thể dục ra mồ hôi đồ chứ. Hết sức cái xuồng lưới của ông rồi quý vị, nhìn thấy ghê không, một bị thứ già trên xuồng nữa, còn nhà nữa còn nhà nữa. Nước nào cũng lưới mà. Dạ. À, nhiều loại lưới ha, tới con nước là mình lấy lưới khác ra mình quánh. Quảng lũ vô ơi. Đứt dây, con quất nãy đứt dây. Lên kéo ở dưới nó nặng như tàu ngầm, lên gần tới mặt nước nó mới khứa. Mới gặt, nó gặt quá trời gặt luôn. Hết rồi vậy ơi.